Sáng 20 tháng 4, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi phối hợp với đồn biên phòng Bình Hải lập biên bản tạm giữ 1.200 lít dầu diesel không có hóa đơn chứng từ do ông Dương Văn Minh, 40 tuổi, trú thôn Phước Thiện 1, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tàng trữ trái phép. Lực lượng đã kiểm tra khu vực sân nhà của ông Dương Văn Minh và phát hiện có 40 can nhựa loại 30 lít. Bên trong can nhựa có chứa chất lỏng nghi là dầu diesel. Ông Minh khai nhận số chất lỏng trong 40 can nhựa là dầu diesel, tổng khoảng 1.200 lít, được thu gom mua lại từ các xe tải ở các địa phương lân cận, sau đó về cất giữ tại sân nhà nhằm mục đích bán lại cho ngư dân đi biển tại địa phương kiếm lời. Trong khi bản thân ông Minh không có giấy phép kinh doanh mua bán dự trữ xăng dầu. Chiều 20 tháng 4, bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Vĩnh Long thông tin kết quả xử lý hai vụ nữ sinh bị đánh hội đồng bằng nón bảo hiểm đến nhập viện. Cơ quan công an đang chờ kết quả trưng cầu giám định, nếu đủ cơ sở sẽ khởi tố vụ án. Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, vụ đánh bạn xảy ra tại trường Trung học cơ sở Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn. Nhà trường đã tiến hành kỷ luật là hạ một bậc hạnh kiểm của các em tham gia đánh hội đồng. Đối với 9 em học sinh tham gia đánh bạn xảy ra tại trường Trung học cơ sở Phú Thịnh, huyện Tam Bình, nhà trường cũng đã tạm đình chỉ học tập 2 tuần và cho các em nghỉ ở nhà. Công an tỉnh Vĩnh Long đang trưng cầu giám định thương tật đối với nữ sinh bị đánh hội đồng. Nếu tỷ lệ thương tật của nữ sinh bị đánh tới mức theo quy định của pháp luật, cơ quan công an sẽ khởi tố vụ án để điều tra. Chiều 20 tháng 4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hai cha con đối tượng Huỳnh Văn Đen, 43 tuổi và Huỳnh Văn Đấu, 22 tuổi, ngụ tại thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhân Trạch để điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Nhân Trạch. Trước đó, sáng 17 tháng 4, tại một công ty nằm trong khu công nghiệp Nhân Trạch 2, do mâu thuẫn trong lúc làm việc, Đen và ông N, 53 tuổi, ngụ xã Phú Hội, huyện Nhân Trạch ẩu đả nhau nên mọi người đến can ngăn thì cả hai mới chịu dừng lại. Chiều cùng ngày, Đen cùng con trai là Đấu chờ sẵn ở cổng công ty để dùng đá tấn công ông N, khiến nạn nhân bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Đến sáng 19 tháng 4 thì không qua khỏi. Sau khi gây án, hai cha con Đen đã bỏ trốn, sau đó ra đầu thú. Chiều 20 tháng 4, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị phối hợp với Công an huyện A Lưới, Hạt Kiểm Lâm A Lưới tổ chức kiểm tra phát hiện đối tượng nghi vấn tàng trữ trái phép động vật hoang dã quý hiếm. Qua công tác kiểm tra đột xuất tại nhà ông H, trú tại thị trấn A Lưới, lực lượng chức năng đã phát hiện hai cá thể TT đã chết thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm. 43 cá thể động vật hoang dã khác đã chết, gồm kỳ đà, chồn, rùa, dúi cùng một số bộ phận nghi là tứ chi của loài gấu. Chiều 20 tháng 4, Bộ Y tế cho biết trong ngày dịch COVID-19 tiếp tục tăng cao với 2.461 ca mắc mới được ghi nhận nhưng không có trường hợp nào tử vong. Về điều trị, cả nước có 245 người khỏi bệnh và 109 bệnh nhân COVID-19 nặng phải thở oxy và thở máy. Cùng ngày, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF đã cảnh báo có tổng cộng 67 triệu trẻ em, trong đó có gần 250.000 trẻ em ở Việt Nam bỏ lỡ một hoặc nhiều liều tiêm vaccine, tỷ lệ bao phủ tiêm chủng sụt giảm tại 112 quốc gia trong 3 năm. Cũng theo báo cáo, 48 triệu trẻ em trên toàn cầu đã không được tiêm liều vaccine nào, hay còn gọi là không liều vaccine. Việt Nam nằm trong số 20 quốc gia có số trẻ em không liều vaccine nhiều nhất thế giới, với số lượng 187.315 trẻ em dưới 1 tuổi không được tiêm một loại vaccine nào trong năm 2021. Chiều 20 tháng 4, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC Nguyễn Hồng Tâm cho biết, những ngày qua số ca mắc COVID-19 và số ca nhập viện có tăng lên. Ngày 19 tháng 4, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 40 ca mắc mới nhưng chưa có trường hợp tử vong. Ông Nguyễn Hồng Tâm cho biết thêm hiện nay biến thể XBB.1.5 của Omicron đang chiếm ưu thế trên toàn cầu, nhưng tại thành phố Hồ Chí Minh, biến thể BA.2.75 vẫn đang chiếm đa số. Qua đánh giá về miễn dịch cộng đồng, kháng thể COVID-19 trong cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh có suy giảm nhẹ nhưng vẫn đạt 94%. Sắp đến kỳ nghỉ lễ dài, ông Nguyễn Hồng Tâm đề nghị người dân không hoang mang nhưng không được lơ là, mất cảnh giác với dịch COVID-19. Thường xuyên theo dõi các thông tin về dịch và chủ động có các biện pháp phòng ngừa. Ngày 20 tháng 4, Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ nổ súng trong khu dân cư trên địa bàn. Trước đó, vào tối 19 tháng 4, người dân sinh sống ở ấp 5 xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh nhìn thấy hàng chục người cầm hung khí đi trên xe máy đến địa bàn. Ít phút sau, mọi người nghe ít nhất 10 tiếng súng nổ. Vụ nổ súng không khiến ai bị thương. Sự việc được người dân báo cho công an. Công an có mặt lấy lời khai các nhân chứng. Qua khám nghiệm, công an thu giữ hơn 10 vỏ đạn.
Chiều 20 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước xác nhận Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 312 triệu đồng đối với 5 thanh niên vi phạm lĩnh vực quốc phòng cơ yếu. Theo đó, các thanh niên bị xử phạt ở xã Phước An, xã Phước Thuận, xã Phước Sơn và thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Do trước đó ngày 8 tháng 2, khi Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước tổ chức lễ giao nhận quân, nhưng 5 thanh niên đã vắng mặt, không chấp hành hiệu lệnh của Ban Chỉ huy quân sự huyện. Ngoài xử phạt hành chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định buộc các thanh niên phải chấp hành và thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.